Ok anh em nhá, thì anh em tôi đang đứng ở nhà thằng Hào Ca anh em ạ. Đấy, nói chung là thằng Hào Ca nó cắn trộm hoàng em tôi. Thì em tôi rất là cay luôn. Anh em tôi đã có mặt tại nhà nó rồi. Đây anh em nhìn đây, nhà nó sơn vàng các kiểu như này. Như đây là bố nó hay là ông nó thì tôi không biết nữa. Nhưng mà đây, thì bây giờ anh em tôi sẽ gọi điện cho lợn Hào Ca này, xem nó trốn trong nhà, nó trốn được mãi không. Hôm qua nó úp trộm, gọi là nói chung không phải úp trộm, nó hẹn thằng em tôi hoàng em ra gọi là một một, cuối cùng là mồm nó thì nói tay không có kiểu là kia, mà nó lại giấu cái gậy đấy. Solo thua rồi nó chạy ra nó túm cái gậy và nó đập cho hoàng em gọi là nhập viện luôn anh em nhá. Anh em tôi rất là cay luôn, anh em tôi đã gọi là tìm thông tin và đến tận nhà nó luôn. Thì thằng lợn này bây giờ nó trốn về nhà, nó không dám ở với hoàng dũng rồi anh em ạ. Nó biết là sẽ bị hoàng em rồi anh em của hoàng em, anh em tôi là trả đũa nên là nó trốn luôn về nhà anh em ạ. Thì anh em tôi đã tìm được địa chỉ nhà nó ở đây. Đây nhà hai tầng màu vàng anh em ạ. Đây thì không biết là trên đây như là ông nó sao ấy đang gọi là quét nhà đây anh em nhé. Đấy thì bây giờ anh em tôi sẽ gọi luôn con lợn này, bắt nó ra đây, hiểu chưa? Trả lại tất cả những gì mà hôm qua nó gọi là đập lên người hoàng em anh em nhá. Anh em tôi rất là cay luôn. Con lợn này. Alo. Alo. Mày phải thằng Hào Ca không? Đúng bố mày, ai nhỉ? Bố mày là Đức Vượng, hiểu chưa? Anh của hoàng em, mày nghe rõ chưa? Hả? Này mày bịt mày nói chuyện hơi bị loco. Với bố mày nói này, hôm qua mày hẹn thằng em bố mày ra solo tay không một bột, bây giờ mày cầm gậy mày đập nó nhập viện. Thì mày ấy nói sai lời thì ra đây gặp tao, nghe chưa? Đéo. Bố mày thì mày là cái đéo, tao phải ra gặp mày. Mày đéo ra gặp tao ấy thì tao cũng đang ngồi trước cửa nhà mày rồi. Bố mày hỏi này, nhà mày có phải nhà hai tầng sơn đồ vàng không? Mày cũng biết nhà tao á. Bố mày hỏi lại câu nữa, nhà mày phải nhà hai tầng sơn màu vàng không? Đúng là nhà bố mày đây, sao mày tìm mày đất gì đến thế hay nào, thằng nào nói mày? Tao thiếu gì thông tin để tìm nhà con lợn như mày. Chốt đấy là mày ra trước cửa mày gặp tao, hiểu chưa? À. Ra đây nói chuyện với tao, quỳ xuống xin lỗi tao để bố mày tha cho, nghe chưa? Mà giọng mày cũng gân nhỉ, hôm qua đi mà mày có liên quan gì thằng hoàng em ấy? Thằng hoàng em ấy, đó là em tao, hiểu chưa? Nó mẹ mày đường đường chính chính ra solo tay không một một với mày. Xong mày thua mày chạy như con chó, mày ra mày túm ngay gậy mày giấu ở đấy, bây giờ mày lùa nó. Bây giờ mày trốn à? Mày nhục như con chó, mày ra mày gặp tao không? Hả? Nhục con mẹ đi, mày tuổi đéo rồi mà bố phải ra gặp mày. Bố mày nói là ai? Đủ bản lĩnh thì ra đây gặp tao, mà đéo tao gặp tao ấy thì bố mày cứ ngồi đây này, bây giờ gặp được mày, bố mày về chưa? Tao cho một cơ hội. Mày đã nói thế thì con mẹ mày chờ bố mày 2 phút xuống xuống đất. Bố mày đổ luôn cái ô tô trước cửa nhà mày này, mang đi mẹ bật lửa ra đây và đốt nhá. Nghe chưa? Bố ra bố cầm rồi mày mang luôn cái gậy bóng chày hôm qua mày vụt hoàng em tao như nào ấy ra đây, bố mày tí nhét mồm mày luôn nhá. Bố mày cho mày đúng 2 phút nghe chưa nhá. Đây anh em ơi, thì mình đứng trước cửa nhà thằng Hào Ca rồi, nhưng mà giọng nó rất là gân luôn anh em ấy, nó vẫn thích bố đời luôn. Tí ấy, mình hứa với anh em là thằng này ra ấy, mình không nhét cái gậy bóng chảy vào mồm nó ấy. Thì nói chung là mình phải dình đấy nhét bằng được mồm nó luôn anh em nhá. Thằng con lợn này nó lại bất ngờ tại sao mình biết nhà nó. Thiếu gì cách thì biết nhà nó ở đấy thuê trọ ở đấy các kiểu. Mình vào mình hỏi chủ nhà này kia, mình hỏi nhiều thứ, nói chung là mình cũng hỏi vài chỗ mới tìm ra được nhà con lợn này. Nói chung là thông tin này cũng ẩn danh ấy, giấu kỹ đấy. Nhưng bây giờ về trốn ở đây, kín cổng cao tường chỉ là ông nó hình như là vừa ra quét tí ra đóng cửa vào giờ anh em ạ. Đấy, chắc con lợn này đang ngồi trong nhà run rẩy anh em ạ. Đang run cầm cập luôn anh em. Đỗ ô tô trước cửa nhà này, chờ rình phang nó là không biết nó có gọi bạn Hoàng Dũng hay là Hoàng Công các kiểu đến đây để quay anh em mình nhá. Cứ gọi đây, gọi luôn đây. Từ chỗ của nó ra đây chắc chỉ 4-5 cây thôi. Gọi ở đây luôn đi, làm việc luôn cho nó gọn. Anh em mình gọi luôn con lợn này xem là ý của nó như nào. Nó xuống Hào Ca với chúng tôi à. Không giống nghe luôn anh em ơi. Alo. Sao? Mày có nhắm ra không? Bố mày cho mày 2 phút, bây giờ mày không ra mày nói gì đi hả? Nợ này. Mày mang gậy bóng chảy mày đây nào? Hả? Chờ bố mày đi, bố mày đang ở nhà
Mày nhanh con mẹ mày lên bố mày đối chửi trước cửa nhà mày. Có hẹn mày mình chạy cầm cái gậy mày chạy ra đây mình giải quyết bố mày cũng lâu đấy con lợn này. Hả? Hay mày đang gọi người đúng không? Mày đang gọi bọn Hoàng Dũng với Hoàng Công này đến đây úp bố mày để giúp mày đúng không? Bố nhìn thấy hai. Bố nhìn thấy hai thằng xe máy đi nhìn đầu gấu phết đây, phải đàn em mày không hay nào đấy? Đúng đàn em nào đấy. Tay xăm chỗ ác đấy. Đéo phải rồi, nó đi qua, nó đéo nhìn vào nhà mày, nó đéo nhìn tao, đéo phải rồi. Được chưa? Bố mày nó chế rồi. Mày có ra không? Bố mày đang nắm nốt hai con giò nhá. Mèo mày chờ bố mày đi nhá. Bao lâu nữa? 20 giây nữa chúng luôn đang nắm nốt hai con giò mà mát. Xuống nhanh con mẹ mày lên nhá để con nhập viện nhá. Con lợn ạ, nó từ trong nhà nó ra đây cầm cái gậy bóng chày nó ra lên để nó xử lý anh em mình mà. Đến cả 2-3 phút chưa đi đâu anh em ạ. Rất là cay luôn. Hay đây khả năng đéo phải nhà lâu á. Anh em mình hỏi thông tin khả năng là sai rồi. Anh em mình đang nghi như vậy anh em ạ. Nếu mà đây có sai không phải nhà lâu á thì rất mong mọi người cho mình xin lỗi anh em nhá. Đấy, xin lỗi chủ nhà anh em nhá. Đấy. Con lợn này nghi đấy à. Gọi lại nó phát nữa nè. Khả năng đéo phải nhà lâu á thật anh em ạ. Cay đấy. Lợn này không phải nhà lâu á. Tí anh em mình dình chỗ trọ Hoàng Dũng luôn. Gặp con lợn này băm luôn anh em nhá. Nghèo rén là trốn luôn này em, người khả năng nghi đang run muốn trốn này em, đéo nghe luôn anh em ơi, đéo thèm nghe luôn anh em nhá. Vịt này, đéo thèm nghe luôn anh em ơi. Đồ tút tút luôn anh em ạ, đéo thấy bảo gì luôn. Ai bị bọn nào đập rồi. Đù. Không đi nghe luôn anh em nhá. Đù anh em ơi. Thằng này bây giờ nó để tút này thông rồi. Này dén rồi, anh em mình nghĩ ở đây đã phải nhà nó đâu anh em ạ. Thì anh em mình rất xin lỗi chủ nhà luôn. Bây giờ anh em mình sẽ về chỗ gọi là thằng Hoàng Dũng để xem là dình xem là thằng Hoàng Công mà nó lợn lờ đấy, mình sẽ hỏi bằng được thằng Hoàng Công là để xem thằng Học Ca này hiện nó đang trốn ở đâu nhá. Hoàng Công mà không nói mình đá thì nhảy ngược lên luôn anh em ạ. Còn riêng anh em ạ, mình đã bắt được thằng Học Ca này mình đá không chừa phát nào luôn, mình cho thằng này nhập viện luôn anh em nhá. Đấy thì anh em nếu mà là fan của anh em ấy, anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình và theo dõi video tiếp theo anh em mình đá thằng Học Ca như nào anh em nhá. Hôm nay hơi cay là đến đây thì không phải nhà nó anh em ạ, hơi cay bây giờ gọi nó còn non tút luôn anh em nhá. Hơi bị cay luôn anh em ạ. Đấy thì thôi, bây giờ bye bye anh em.